Hello, xin chào cả nhà. Buổi sáng trên sân thượng. Buổi sáng trên sân thượng. Cái ngồi ghế của mình đứng đi. Cái cân không? Gà bông hết rồi nè. Gà bông như vậy ăn rất là thơm luôn mọi người. Mình đã nói rồi mà. Video nào mình cũng nói ngồi ghế có bông ăn rất là thơm hết trơn. Nhưng mà vấn đề hôm nay không phải là ngồi ghế đâu. Vấn đề hôm nay là rau muống, mình sẽ đi thu hoạch rau muống. Rau muống của mình nó bự lắm rồi. Rồi mời các bạn đi tham quan vườn rau muống của mình. Chào mừng cả nhà đã đến với vườn rau muống của em. Thang thang tan tan. Đây là rau muống này, là rau muống đợt đầu luôn á. Nhìn chưa có đẹp mấy đâu mọi người. Thì cắt xong rồi nó lên đợt thứ hai nhìn nó mới mướt. Đợt đầu tiên nó không mướt cho mấy đâu. Nè, có hai cách cắt rau muống nha mọi người. Một loại là cắt toàn bộ luôn, không chừa một cái gì hết. Một loại là mình chừa lại cái này của nó nè, để cho nó nhanh lên. Còn một cái kiểu cắt kia là mình cắt đại trà luôn, mình không có chừa gì hết. Nhưng mà đổi lại là sao, nó lên đều. Còn cái này thì nó lên nhanh. Ví dụ như mình cắt, mình chừa lại những cái chỗ này nè, mình chừa lên những cái cây này nè, thì là nó sẽ lên nhanh hơn. Còn cái kiểu cắt kia là mình cắt luôn cái này luôn, mình cắt mà không chừa cái gì hết, nó lên lâu hơn. Nhưng mà nó đều ra muống, nó lên đều gan à. Còn này nó, mình chừa kiểu này nó sẽ lên lọt sọt, nhưng mà được cái mình nhanh ăn hơn vậy đó. Mình thì mình thường là chuỗi hết luôn, không chừa lại những cái này. Đây là mình cắt cho mọi người xem thôi, chứ mình cắt chuỗi luôn cho nó lên đều, không có chừa hết, không có chừa cái gì hết. Rau muống này một hồi xuống dưới mình sẽ làm món rau muống xào, với lại mình sẽ rau muống làm dưa. Thôi giờ mình cắt hết luôn, mình không có chừa lại để cho nó lên đều, cắt ngang hết luôn để nó lên lọt sọt. Cái kiểu này thì lên nhanh nhưng mà nó lên lọt sọt, nó không đẹp. Chỉ cần cắt một thùng thôi là đã đủ ăn rồi. Và xào dưa luôn á. Một thùng ra cá thao rồi mà ăn không đủ luôn. Mình sẽ cắt thêm một phần nữa để mình sẽ làm dưa nhé. Cọng nhỏ thì mình sẽ làm gì? Cọng nhỏ thì mình sẽ xào, cọng nào to bự thì mình sẽ làm dưa. Giống như là cọng này nè, đó. Cọng này làm dưa nè, hoặc là bào ra muống ăn. Còn những mà cái cọng nhỏ nhỏ như vậy mình sẽ xào ăn. Rau muống đợt đầu nên nó không có đẹp như là đợt 2 đâu. Đợt 2 nó đẹp lắm. Như vậy cũng là gọi là đẹp lắm rồi đó. Trời ơi, cái này muốn 2 kg luôn rồi. Trồng nhà ăn như vậy là được rồi.
trồng nhiều nữa là mình đem bán luôn á. Mình cắt rồi cây cỏ mình cũng giỏi lắm mọi người, mình trồng tới cái thời buổi này là rau muống bây giờ đang xuống giá rất là rẻ luôn rồi. Bán cho lỗ. Trời ơi, rau muống của mình đẹp quá. Còn nhiêu đây mình chừa lại. Mình chừa lại 2 thùng. Còn 2 thùng này mình sẽ cắt sao. Nó bự bành kia nè. Cây rau muống bành kia. Để mình cắt theo từng đợt. Cái mình cắt nó như vậy cái nó ăn một lượt nó đâu có kịp. Bây giờ mình đi hái giờ cái gì leo đi mọi người. Ủa hôm qua dưa leo mình cũng ra trái rồi, hôm qua mình cũng ăn nó rồi, ăn nó mấy quận rồi. Trời ơi wow. Đó là phơm của mình đó mọi người, nó tốt giả mang con ngang luôn, tốt vậy đó, ăn đâu có hết. Để nhìn cho nó thoải mái đầu óc thôi, chồng gì đam mê mà sao người đâu có nhiêu. Cái đậu que của mình nó mới ra trái chiến. Trái chiến là trái đầu tiên đó mọi người. Nên là chưa có điều nè. Bây giờ mình hái trái nào bự á ăn trước đi. Ơi nó già đó. Ví dụ như mình hái mấy trái này mình ăn nè cho nó ngon. Mình nhà vườn mà. Đó. Chứ mình để cho nó già chi? Ăn nóng ngon đó. Đường chùm ở đây nó ra trái sớm nè, nhiều đây chắc xuống đem luộc ăn á chứ xào gì. Có mấy trái nè mọi người ơi, nó đang ra đực, nó đang ra mấy trái con nhiều lắm. Nhiều đây xuống luộc với cũng ăn cùng với mấy cái khác ngon lành nè. À. Nó ra nhiều nữa rồi mình đem nó đi xào. Nè mình trồng khổ, mình trồng cái này mình hái xuống mình ăn liền dữ lắm, nó ngọt luôn. Dữ lắm nó ngọt luôn mọi người. Đây nè, coi bả bên nằm quấn đeo. Đây nè. Không bò lên được rồi nằm quấn đeo gì nè. Đây là trái này mình đựng bể rồi ha. Nó còn nhỏ. Dạch lạ. Tìm đâu que. Cái chỗ này chưa có đâu. Dạch mất công á. Mọi người thấy bông của nó đẹp không? Bông ra rất là nhiều nha. Dự là... dự là trúng mùa đó, năm nay trúng mùa đó. Bông ra rất là nhiều luôn. Cái đầu dép của mình nó đi cái sẹp, nó bị thấm nước. Bừ kiếm. Chưa có, chỉ có cái chỗ đó thôi à. Chỉ có cái chỗ đó là cho ra trái à, nhưng cái chỗ khác chưa. Nói hay quá, cái đầu để cho còn sót cái gà cầm cú đế nha nha. Đây nè. Chưa đâu, cái này á, chừng dài 3 bữa là lên hái gỗ rồi. Chỉ cần hơi sót thì dân quấn vô cây hành của người ta rồi.
chưa có mọi người. Để mình đi lấy cây kéo mình hái mấy cái trái khổ qua anh. Hoa khổ qua cung vinh cung vinh. Lần trước mình đã hái khổ qua này chừng hơn 1 ký rồi đó. Hơn 1 ký. Mình sắp què vốn rồi mọi người ơi. Hái thêm lần này nó chắc què vốn đó. Bại tại vì là khổ qua bây giờ đang giá cao. bán sỉ mà đã 7.000 một ký rồi. Đây nè. Wow. Trời ơi nhìn trái khổ qua của tôi nó đẹp. Không muốn cắt luôn á. Cưng tới như vậy đó. Cưng tới mà không muốn cắt luôn. Năm nay mình không có gieo trồng cây giống á, mình không có tự ươm qua luôn á, tại vì á năm nay mình bận đó, mình bận đi làm á. Cái mình không có gieo trồng sớm được á. Cái muộn quá mình đi mua cây giống luôn. Mình mua cây giống hết. Mười mấy ngàn cây giống mà mình sắp lấy lại giống rồi mọi người ơi. Bởi họ mình hái cả ký mấy rồi. Hái cả ký mấy rồi, ký mấy là kêu như là ba mình tính giá sỉ đi, giá sỉ 7.000, nếu mà mình hái được 2 ký thì lời rồi. Quá quỳ vốn. Bởi họ mình hái 1 ký mấy rồi. Cái này nên bẻ không ta? Bẻ không. Thôi trái này còn nhỏ quá. Nhỏ hơn mọi người, mình thấy nó cũng nở gai rồi đó. Mà thôi để lại đi, chứ mình cũng không cần thiết hái gấp đâu. Nhiều ăn hết, không kịp. Ây da, con ấy nó cắn cái tay mình rồi nè mọi người. Đây, giờ mình hái 2 trái này đi. Nó nở gai ra nè. Nở gai như vậy là hái được nè. Wow. Đẹp quá. Hái thêm trái này nữa. Hái trái này đem đi căng ký là bắt đầu là lấy lại vốn nè, vốn cây giống nè. Mấy năm trước mình toàn là tự ươm hạt không à. Vậy nè mọi người nhìn nó chỉa xuống nè. Mấy năm trước toàn là mình tự ươm hạt không à, tại năm nay mất đi làm mới trễ quá mua luôn cây giống cho nó nhanh. Mọi người có ai thích ăn lá khổ qua không vậy? Lá khổ qua nó đắng. Ai mà thích ăn đắng thì hái lá khổ qua ăn cho nó đã. Trời ơi, tôi sắp lấy lại vốn để tôi cần cái đợt này là lấy lại vốn cây giống rồi đó. Thì vốn cây của tôi là 15 ngàn hay vậy. Mình mua 10 dây 15 ngàn. Cái chỗ này là của mình là chỉ có 10 dây khổ qua thôi đó mọi người. Mình nghĩ có cho thêm 2 dây nữa gì. 2 dây hay 1 dây quên. Wow. Cưng ghê luôn. Bụp. Trời ơi nhìn trái khổ qua nè. Nó nở ra. Còn một trái nữa. Đây nè. Thơm thơm. Ôi, trái này hơi nhỏ chưa nở. Chưa nở mọi người ơi. Trái này để nó phì nữa đó. Ở trên kia kìa. Nó nứt ở trong đây nè. Cây dâu.
đầu lâu. Khổ qua đại ca đây rồi. Xin trái khổ qua đã không? Mấy trái này giòn là ngon luôn á. Đó, đó hồi mình xuống căn á là mình lấy lại vốn rồi. Trái này đều quá, nó còn nhỏ nhưng mà nó đều, mình hái luôn. Nó không suông trái á mọi người. Rồi mình hái luôn. Trái này ăn sống nó đắng cho nó đã luôn. Hết rồi. Ngồi xuống căn ký thôi. Căn ký thôi, lấy lại giống cây giống rồi. Thành quả của mình nè mọi người. Mình đem đi phơi nắng đó. Hôm nay mấy trái đằng kia mấy trái. Thấy rảnh không? Hái xong rồi bỏ lên đó luôn, không có cầm theo cái gỗ. Đi mình còn người theo mình đi qua coi cái khu vực ớt của mình nó đang ra qua. Ớt của mình nó đang ra qua nè. Đây nè. Chứ, nó cũng đang ra rất nhiều ở trong những cái đọt này, nó ra những cái nụ nhiều lắm. Cái nụ bông nó đang ra nè. Ôi trời ớt rồi, ớt của tôi lên mướt mắt hết sức. Mà không biết khi nó đậu trái, không biết con mắt có mướt không nữa. Trời ơi, cây này nó cao lắm nha mọi người. Cây ớt cao lắm. Trồng nhiêu đây là mình ăn cả năm luôn đó. Năm nào cũng vậy hết á. Mình trồng nhiêu đây mình ăn cả năm, mình thu hoạch cả năm. Mình vừa mùa hè thì mình ăn ớt tươi, còn cái mình thu hoạch nhiều cái mình đem bỏ vô tủ đông, cái mình để dành ăn nguyên cả năm luôn. Không phải như qua Việt Nam mình ha, trồng cái ớt mà mình đi ra mình hái ăn hoài được. Nhưng mà bên đây nó có mùa đông, có mùa đông nó chết, cho nên là năm nào mình cũng trồng để dự trữ. Khổ qua đây rồi, đây là tới cái vườn dưa leo trái khủng của mình. Mình thu hoạch nó ăn hỏng gài rồi đó, cho nên nó còn mấy trái. Đây là trái cậu qua đây. Ủa, trái dưa leo này mọi người thấy không? Đó, wow. Cắt nghe. Thời khắc quan trọng. Bụp. Trời ơi, mọi người đừng có thấy trái dưa leo này nó già nghe, nó không có già đâu. Nó không có già đâu. Đừng bị nó lừa. Đây. Trái gì? Trái dưa leo ông nội. Trái tròn quay cái cưng không? Trái dưa leo ông nội. Bụp. Đây. Đi qua chỗ khác hái này. Nó còn mấy trái nữa. Hôm qua là mình đã hái rồi á. Hôm nay có mấy trái khác nó thì ra nữa. Đây là mình chỉ lại đây, đây mình chỉ cho mình mọi người trái dưa leo ông nội nè. Không phải đâu, không phải cái này, không phải ông nội đâu, cái này mấy ông nội nè. Dưa leo ông nội nè. Trái này mới là xứng đáng ông nội nè. Dưa leo ông nội nè mọi người. Cưng không? Cái kéo kéo mà. Đây một trái, cho mình hái trái này. Trái kéo mình nó bán dễ sợ thiệt á. Có dưa leo ông nội không? Đó, trứng đôi không? Wow. Oh wow.
nữa. Thu hoạch như đây thôi. Đây một cái nè, cái này cũng là xứng đáng đồng tiền bát gạo nè. Đó. Sầu bành kilo. Bành kilo quá. Có một trái nó tròn quay luôn mọi người. Nó tròn quay luôn. Cái đôi dép của mình bực mình thiệt. Đây nữa. Cái nó tròn quay thấy cưng không? Đây nè. Thân quay với con dưới sợ. Còn cái nào nữa không bà cô? Cái gì đeo nằm trên lá rồi kìa. Mình có đang lấy cái lá rồi không? Nó dính cái lá vô. Cái dây leo bị thẹo rồi sao? Còn nó không chịu nè. Nó thích nằm gì luôn rồi. Nó thích nằm chỉ gì luôn. Hết rồi. Hết hái được rồi bà con ơi. Được rồi, leo rồi. Hẹn vài bữa nữa sẽ có thôi. Không có vài bữa nữa đâu, mấy cái trái này nó nhanh phì lắm. Nhanh lắm. Nè, mấy cái này nhanh phì lắm. Qua cả ký rồi nghe, đậu que gì dưa leo cả ký rồi nghe, chỉ có cái gì đậu que chưa được ký, có mấy trái rồi. Xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Mình đã thu hoạch được một đống cái gì, một đống gà muống, cái gì gà muống với lại coi một số khổ qua đó, coi tôi ăn nè, coi tôi ăn cái gì nè, coi tôi ăn ngồi ghế tôi ăn vậy đó. Mình mà mình là dân nhà vườn mà nó thơm, mình hái này xuống cho mình ăn nó thơm lắm. Ngồi mà cái kiểu này là không được nằm luôn. Xin chào tạm biệt mọi người nha.